Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay, cho Thanh Tú và Quốc Dũng hỏi tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình là với 499.000, quý vị có thể mua được 2 đôi giày tây, 2 đôi dép và 4 đôi vớ cô tông không? Và xin được trả lời với tất cả quý vị là nếu như ngoài thị trường quý vị hoàn toàn không thể nào mua được tất cả những sản phẩm mà chúng tôi vừa nêu. Tuy nhiên trong chương trình ngày hôm nay với 15 phút phát sóng mua hàng chất giá rẻ nhất thì với 499.000 đồng quý vị chúng ta đặt hàng ngay bây giờ sẽ được tổng cộng là ngay 8 sản phẩm quý vị nha. Đó chính là 2 đôi giày tây và thêm 2 đôi dép với chất lượng da cao cấp nữa và thêm 4 đôi vớ cao tông. Chỉ với một đơn hàng thành công thôi, 499.000 đồng trong 15 phút phát sóng trực tiếp ngày hôm nay quý vị ạ. Vâng thưa quý vị, và Dũng tin chắc rằng đây là một sản phẩm mà khiến cho các đấng mày râu cũng như là các bạn trẻ cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì sao? Như Dũng đang mang một cái sản phẩm này đây thưa quý vị. Đó, rất là dễ dàng di chuyển. Chính xác là như vậy. Mình di chuyển tới, mình di chuyển lui, thậm chí là mình nhón gót, mình kiển chân như thế này cũng không bị đau chân Tú. Chính xác là như vậy luôn. Đó, mình xoay tới nè, mình xoay lui như thế này nè. Đó, còn gót thì sao? Đó, rất là nhẹ nhàng. Wow, mang rất là vừa chân và Dũng có cảm giác như là mình không có đi giày luôn đó. À, chính xác là như vậy. Còn đối với những đôi giày tây thông thường mà được làm bằng những chất liệu nó cứng hơn á, thì mình mang đầu tiên là cái cảm giác đầu tiên là sẽ bị đau cái gót chân. Chính thứ xác. Hai nữa là cái phía đầu, cái mũi chân của chúng ta thì thường hay bị bó buộc và cảm giác là không có thoải mái lắm. Tuy nhiên đối với cái thương hiệu giày mà chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị trong ngày hôm nay đến từ thương hiệu Laka thì đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc sản xuất những đôi giày da để tạo nên những bước chân thoải mái cũng như là giúp cho người sử dụng đạt được cái độ tinh tế cũng như là giúp cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên thoải mái hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái thiết kế của nó từ phía bên ngoài thì cái kiểu dáng rất là hiện đại, phù hợp với nhiều những đối tượng sử dụng khác nhau. Và đặc biệt hơn nữa là về chất liệu đó quý vị, đó chính là 85% là bột da, giúp cho cái việc mà những đôi giày của chúng ta trở nên êm ái hơn và mềm mại hơn quý vị nha. Như tất cả quý vị chúng ta có thể dễ dàng quan sát là tại phim trường của chúng tôi ngày hôm nay thì có trưng bày rất là nhiều những cái đôi giày da đến từ thương hiệu Laka. Thì quý vị có thể dễ dàng quan sát giống như Quốc Dũng vừa đi cho quý vị xem á. Nhưng mà bây giờ đây thì Thanh Tú sẽ cùng thực hiện, đó chính là xoắn cái đôi giày này theo cái chiều, hai cái chiều hướng khác nhau. Wow. Thì tất cả quý vị thấy không ạ? Cái phần da phía bên trên không có bị tác động nhiều, cũng như cái phần đế bên dưới là được đúc liền nguyên khối bằng nhựa cao cấp và có rất là nhiều những cái rãnh như thế này để tạo nên được cái độ chắc chắn cũng như khi mà chúng ta di chuyển sẽ đảm bảo được cái độ an toàn, không bị trơn trượt quý vị nhé. Mặc dù là trong thời tiết ví dụ như là thời tiết mưa thất thường chẳng hạn như vậy thì chúng ta cũng hoàn toàn là tự tin, và đặc biệt hơn nữa là form dáng không hề bị lỗi mốt quý vị nhé. Form dáng là hiện đại nhất quý vị nhé, và cập nhật xu hướng năm 2018. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng phối hợp với rất nhiều những cái loại trang phục khác nhau. Đây, mình gập xuôi, mình gập ngang, mình xoắn ngược, xoắn ngang gì cũng hoàn toàn là thoải mái quý vị nha. Chất liệu là 85% là bột da cho nên là tạo nên một cảm giác vô cùng là thoải mái cho người sử dụng. Đây, rồi đó là cái vấn đề là bề ngoài, còn bên trong thì sao thưa quý vị? Trên tay Quốc Dũng đang cầm một đôi giày mà đã cắt ra rồi đó. Chúng ta thấy rõ vì là được đúc nguyên khối và được gọi là 80% là bột da nguyên chất thì chúng ta thấy nó rất là liền như thế này á. Giúp cho chúng ta mang cảm thấy dễ chịu khi mà chúng ta mang bước chân vô đó thì nó sẽ như thế này nè. Nó ôm gọn cái bàn chân của chúng ta. Còn phần đế thì sao? Phần đế thì vô cùng êm ái, rất là thoải mái khi giúp chúng ta đi như thế này. Và quý vị có thể nhìn rõ vào bên trong á thì sản phẩm của chúng tôi có may một miếng vải để hút mồ hôi như thế này đó. Rất là êm thưa quý vị. Tất cả đều làm bằng da và chúng ta có thể thấy được rằng là ở trong là được may một lớp chỉ bên trong, ẩn bên trong như thế này thưa quý vị đó. Rất là chắc chắn ha thưa quý vị ha. Và đây là sản phẩm độc quyền duy nhất chỉ có bán trên AZShop thôi. Và kính thưa quý vị, trong 15 phút phát sóng này thì chắc hẳn tất cả quý vị chúng ta đang mong muốn sở hữu những đôi giày tây chất lượng mà mức giá thì thật sự hợp lý và phải chăng. Thì không đâu xa, ngày hôm nay chỉ cách tất cả quý vị một cuộc gọi mà thôi. Với 499.000 đồng chúng ta sẽ được sở hữu ngay, đó chính là hai đôi giày tây với màu sắc thì rất là thời thượng quý vị nha. Thêm vào đó nữa quý vị có thể thấy không ạ, tặng kèm cho quý vị là hai đôi dép. Hai đôi dép này cũng sẽ cùng size với giày mà tất cả quý vị chúng ta yêu cầu. Và bên cạnh đó quý vị còn được tặng kèm thêm là 4 đôi vớ cô tông để giúp cho quý vị chúng ta có thể dễ dàng kết hợp giữa sản phẩm quà tặng và sản phẩm chính ngày hôm nay. Ví dụ như là giày tây của chúng ta mình mang mình mà phối hợp với lại là quần tây áo sơ mi hay là quần jean áo thun, thì ví dụ như là những đôi dép thì chúng ta có thể là mang mặc với quần sọt hoặc là thậm chí là chúng ta sử dụng ở nhà hay là đi du lịch thì cũng rất là thoải mái và thuận tiện
luôn. Và đặc biệt hơn là sản phẩm quà tặng thì cùng thương hiệu là thương hiệu Laka, với chất liệu da cũng giống như là giày tây, cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì có hai màu sắc mà chúng tôi sẽ giao cho quý vị với mỗi đơn hàng thành công, đó chính là màu đen và màu hơi nâu đen một chút xíu quý vị nha. Thì cái chiếc giày của màu nâu đen của chúng ta thì có cái vân là vân cá sấu quý vị nha, tạo nên được cái sự cá tính cũng như là tính cách của người sử dụng cũng được tôn vinh lên được rất là nhiều khi mà chúng ta sở hữu những cái đôi giày này. Và thêm vào đó là đây là một cái đôi giày mang màu đen cơ bản, ở phía bên ngoài thì rất là mềm mịn đó, tất cả quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy. Rồi thêm vào đó nữa là đây là một trong những thiết kế mà giúp cho người sử dụng đạt được cái tính tiện lợi rất là cao, bởi vì chúng ta không cần phải buộc dây, chỉ một cái thao tác nhỏ thôi mình cũng có thể dễ dàng mang giày vào quý vị nha. Đây, nếu như tất cả quý vị chúng ta thường hay phải khom người xuống để có thể buộc dây giày, tuy nhiên ngày hôm nay đó quý vị thấy không ạ, Thanh Tú nè, chỉ với một cái thao tác rất là đơn giản thôi, đây mình mang giày vào nè quý vị ạ. Đó, mình chỉ cần một thao tác rất là dễ, kéo nhẹ cái gót ra là dễ dàng thôi, là mình có thể mang vào bên trong rất là thoải mái, rồi mình di chuyển cũng vô cùng là thuận tiện luôn quý vị nha. Và đặc biệt hơn là cái phần thẩm mỹ của đôi giày á, với những cái đường may rất là tinh tế, rất là sắc nét như thế này, và điểm nhấn của đôi giày là thêm một cái phần điểm logo nhấn kim loại phía trước nữa, cho nên là chúng ta thấy là đôi giày của chúng ta mang vào rất là lịch lãm, rất là sang trọng đúng không ạ? Đó là sự kết hợp của quần tây đó và đôi giày đen. Còn như Quốc Dũng thì quý vị thấy rõ ràng đó là một cái đôi giày màu nâu, nó kết hợp với là quần jean như thế này đó, có thêm vân cá sấu nữa đó, nó mang lên một sự cá tính rất là thoải mái, và cũng như là nó dễ dàng kết hợp với lại nhiều bộ đồ, giống như là bây giờ chúng ta có thể kết hợp lại với là quần tây, áo sơ mi hoặc là quần jean, áo thun, nó cũng rất là trang nhã và giúp cho chúng ta đi lại rất là thuận tiện, và cũng như là công việc của mỗi người nó sẽ phù hợp hơn, và điều quan trọng là nó bảo vệ đôi chân của mình và nó không làm cho mình bị đau chân, và khi mà mình mang vào á nó rất là thoải mái, với mức giá vô cùng hấp dẫn là sao ạ? Chỉ có 499.000 đồng, chỉ có trên AZShop. Và khi mà chúng ta đặt hàng mua trong 15 phút phát sóng á thì chúng ta không chỉ là chỉ có hai đôi giày thôi, mà chúng ta sẽ được là hai đôi dép nè, 4 đôi giớ cotton, và với mức giá là sao ạ? Chỉ có 499.000 đồng, quá rẻ thưa quý vị. Giày tây Laka, thương hiệu uy tín số 1 tại Việt Nam. Combo hai đôi giày tây kiểu dáng Penny Loafer thời trang, không bị lỗi mốt, hai màu sắc đen trơn và nâu vân cá sấu, phù hợp với mọi phong cách thời trang khác nhau và nhiều loại trang phục. Chất liệu da tổng hợp có thành phần bột da lên đến 85%, cho lớp da mềm, êm ái và mềm mịn hơn. Đế đúc cải tiến có gai chống trơn trượt, an toàn khi di chuyển trên đường trơn. Mua hàng chất với giá rẻ nhất, chương trình khuyến mãi tốt nhất trong năm. Cơ hội mua hàng có 102, mua combo 2 đôi giày tây thời trang, tặng kèm ngay 2 đôi dép da, 4 đôi với cotton. Trọn bộ 8 sản phẩm chỉ có 499.000 đồng. Wow, không đâu rẻ hơn, không đâu chất lượng hơn. Hãy nhanh tay đặt hàng, giá và sản phẩm chỉ có trong khung giờ đang phát sóng. Và kính thưa quý vị, xin được nhắc lại là 499.000 đồng ngày hôm nay với chương trình 15 phút phát sóng mua hàng chất giá rẻ nhất. Chúng tôi cam kết với tất cả quý vị rằng chỉ có AZShop mới có mức giá cực kỳ ưu đãi này thôi. Nếu như mà tất cả quý vị chúng ta phát hiện ở đâu có thể bán cho tất cả quý vị với tổng 8 sản phẩm mà mức giá là 499.000 đồng thì chúng tôi sẽ hoàn tiền cho quý vị luôn. Và thêm vào đó nữa, cái chế độ bảo hành thì cũng vô cùng là đặc biệt nha quý vị nha. Chúng tôi bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng nếu như mà tất cả quý vị chúng ta phát hiện ra lỗi từ nhà sản xuất. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn yên tâm về một thương hiệu đã quá là quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt Nam là thương hiệu Laka. Thêm vào đó nữa là những cái sản phẩm giày tây thì luôn được cập nhật về xu hướng thời trang, màu sắc thì luôn luôn là không bị lỗi mốt, và đặc biệt hơn nữa là cái chế độ bảo hành thì trong vòng 6 tháng một đổi một luôn. Và hơn hết nữa là 15 phút phát sóng này chúng ta được mua ngay với mức giá là 499.000 đồng. 499.000 đồng mà mình được tổng cộng là 8 món quà nha quý vị nha. Đầu tiên là hai đôi giày với hai màu sắc khác nhau, thiết kế là kết hợp giữa giày tây và giày lười để tạo nên cái sự thuận tiện nè. Thêm vào đó nữa là mỗi một đơn hàng như vậy thì quý vị sẽ được tặng kèm hai đôi dép nè, và với những cái đôi dép này thì chúng tôi cũng sẽ giao là cùng size theo size giày mà quý vị chúng ta yêu cầu đặt hàng quý vị nha. Đây, quý vị có thể thấy không ạ, dép thì quà tặng nhưng mà vô cùng là chắc chắn. Đây, cái phần đế phía dưới nè được đúc liền nguyên khối bằng nhựa cao cấp luôn. Rồi cái phần da phía bên trên cũng là da đến từ thương hiệu Laka luôn quý vị nha. Những đường may rất là sắc nét, không phải là hàng trôi nổi phía bên ngoài đâu, cho nên là quý vị chúng ta hoàn toàn yên tâm. Thêm vào đó nữa, nhìn vào bên ngoài thì mình cảm thấy nó đã chắc chắn rồi, nhưng mà nó được trần rất là nhiều những cái đường may từ những cái lớp da ở phía bên trong nè, thêm vào những cái đường may ở phía bên ngoài nữa, kết hợp giữa phần đế bên dưới rồi phần da phía bên trên để có thể đính cái phần quai của cái chiếc đôi dép của chúng ta, tạo nên được cái sự chắc chắn cũng như là cái tính thẩm mỹ.
Như vậy thì mình mang vào cảm giác vô cùng là thoải mái. Đây, Thanh Tú có thể mang cho quý vị xem luôn ha. Đây, lấy thêm một đôi nữa phía bên trên nè, để mang cho quý vị xem nè. Đó. Đây, mình mang vô cùng là thoải mái quý vị ạ. Tại vì là Thanh Tú mang giày, có mang vớ, cho nên là tất cả quý vị chúng ta thấy là khi mà mình bỏ vớ ra thì sẽ cảm giác vô cùng là thoải mái. Đây, tất cả quý vị có thể nhìn dễ dàng nhìn thấy. Mình ở nhà mình mang thì cũng vô cùng là thuận lợi luôn quý vị nha. Cho nên là mình mang ở nhà, mình sinh hoạt hàng ngày, rồi mình mang đi cà phê với bạn bè thì cũng vô cùng là thoải mái, thuận tiện luôn. Thưa quý vị, hãy nhanh chóng đặt hàng ngay tại thời điểm ngay bây giờ. Với 499.000 đồng mà chúng ta không chỉ được tặng ngay hai đôi dép đâu, mà mình còn được tặng kèm thêm là 4 đôi vớ cô tông thấm hút tốt nữa. Cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm, có thể dễ dàng kết hợp với sản phẩm chính. Đây, quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy co giãn. Đây, co giãn 4 chiều luôn quý vị nha. Thấm hút rất là tốt. Đây, Thanh Tú kéo một lực rất là mạnh. Ví dụ như với những cái đôi vớ phía bên ngoài thị trường đó quý vị, mình kéo như vậy là chắc chắn là nó sẽ bị giãn, bị biến dạng, không còn giữ được cái form dáng nữa. Tuy nhiên, với quà tặng ngày hôm nay thì cũng vô cùng là chắc chắn và chất lượng luôn. Cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm, có thể là dễ dàng đặt hàng ngay tại thời điểm bây giờ nha quý vị nha. 499.000 đồng, không đâu rẻ hơn, không đâu tuyệt vời hơn, chỉ có trong 15 phút phát sóng ngày hôm nay mà thôi. Rồi thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là cái phần đế của chiếc dép á là rất là êm nè thú vị đó, mang vào rất cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, và thậm chí là chúng ta đi trên nệm đó. Và Dũng tin chắc rằng đây là một sản phẩm không thể thiếu dành cho tất cả mọi người luôn. Đôi dép này á, chúng ta có thể mang đi trong nhà nè, đi hàng ngày rất là tốt và êm. Còn đôi giày thì sao, một đôi chúng ta mua nè, còn một đôi là chúng ta có thể tặng được. Còn đôi dép cũng vậy, quá tiện lợi, và chưa kể là được tặng kèm theo là 4 đôi vớ cô tông với mức giá là sau 499.000 đồng, chỉ có trên AZ Shop và trong khung giờ là 15 phút đặc biệt này thôi. Thưa quý vị, nhanh tay lên, nhanh tay lên, gọi điện thoại ngay về cho chúng tôi để có cơ hội sở hữu ngay bộ quà tặng khủng như thế này thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi có tổng cộng các size từ 38 cho đến 43. Quý vị chỉ việc đơn giản là nói cho các tổng đại viên của chúng tôi là quý vị muốn lấy size bao nhiêu. Về phần quà tặng thì chúng tôi cũng sẽ giao những đôi dép được làm bằng chất liệu da cao cấp đến từ thương hiệu Laka, thì cùng size với lại size của giày mà quý vị chúng ta yêu cầu. Cho nên là chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành toàn quốc. Như vậy thì mỗi 15 phút phát sóng như vậy, lý do tại sao mà chúng tôi mang lại cho quý vị những cái cơ hội mua sắm cực kỳ ưu đãi. Bởi vì với những thời gian ngắn ngủi như vậy thì chúng tôi mong muốn tất cả quý vị sẽ có cơ hội để có thể sở hữu những sản phẩm này với mức giá hỗ trợ nhất đến từ phía nhà sản xuất cũng như là AZ Shop. Và vì cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị với chúng tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và chúng ta cùng nhau hãy nắm bắt những cơ hội trong những giờ phát sóng trực tiếp như thế này để có thể săn hàng, gọi là hàng chất lượng nhưng mà giá là cực rẻ quý vị ạ. Săn hàng chất lượng giá cực rẻ, mình không cần phải mất thời gian mình đi mua, mình không cần phải mất thời gian mình tìm kiếm ở đâu hết. Size chúng tôi chọn, màu sắc chúng tôi cũng giúp cho quý vị có thể chọn lựa một cách ưng ý nè. Thêm vào đó về thương hiệu thì quý vị chúng ta hoàn toàn yên tâm, chế độ bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng nếu như có lỗi từ nhà sản xuất. Như vậy thì đã quá là gọi là có những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho quý vị rồi. Không đâu rẻ hơn, không đâu an toàn hơn, không đâu hấp dẫn hơn, chỉ có trong 15 phút phát sóng ngày hôm nay mà thôi. Như vậy thì chúng ta còn khoảng bao nhiêu thời gian để khép lại chương trình ngày hôm nay? Còn khoảng là 3 phút nữa thôi. Wow, 3 phút lớn, nữa là lớn. Khép lại chương trình ngày hôm nay rồi. Nếu như mà qua chương trình này thì chắc chắn là những người đang theo dõi chương trình sẽ không còn có cơ hội mua những sản phẩm này. Nếu như mình làm một cái phép tính là 499.000 đồng mà mình chia cho 8 thì mỗi một sản phẩm như vậy chưa tới 880.000 đồng, đúng không ạ? Như vậy thì quá rẻ quý vị ơi, quá rẻ luôn. Hãy cho đi những cái bước chân thực sự thoải mái, cũng như là giúp cho cuộc sống của tất cả quý vị trở nên thuận tiện hơn, tự tin hơn với những đôi giày Laka ngày hôm nay quý vị ạ. Đôi những đôi giày Laka sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có những cái bước đi thật sự êm ái nè. Thêm vào đó nữa, quý vị có thể thấy không, mà mình tự tin thì mình dĩ nhiên là mình cũng có cơ hội thành công hơn trong cuộc sống của mình. Như vậy chia sẻ với tất cả quý vị quá nhiều những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay rồi. Do nên là quý vị ơi, 2 phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đang dần dần trôi qua rồi. Hãy nhanh chóng đặt hàng quý vị ơi. Chúng tôi đang đi những bước đi vô cùng là thoải mái và đầy tự tin luôn. Thể hiện cá tính của mình mặc quần tây, áo sơ mi cũng được, quần jean, áo thun cũng được, đi chơi cũng được, đi làm cũng được, gặp gỡ khách hàng cũng hoàn toàn thoải mái. Cho nên 499.000 đồng quá là xứng đáng để mua, đúng không ạ? Chính xác. Và không những vậy là cái bộ sản phẩm này nè, nó thích hợp cho rất là nhiều người, không chỉ riêng là những ai làm văn phòng nè, những ai làm công sở, hoặc thậm chí là những người trong nhà mình có thể mang trong nhà, thậm chí là một đôi mang trong nhà, một đôi mang ngoài đường, nó cũng quá tiện lợi. Thậm chí là vừa mua nè, được quà tặng hấp dẫn nè, mình mua xong mình được tặng xong mình tặng lại cho bạn mình, cũng là một cách gửi lời tri ân đến cho bạn mình, cũng là một cách chia sẻ
trao gửi tình yêu thương mà Isaac Shop dành cho quý vị, cũng như là quý vị chia sẻ cái tình yêu thương đó dành cho những người thân yêu nhất của mình. Giày tây Laka, thương hiệu uy tín số 1 tại Việt Nam. Combo hai đôi giày tây kiểu dáng Penny Loafer thời trang, không bị lỗi mốt, hai màu sắc đen trơn và nâu vân cá sấu, phù hợp với mọi phong cách thời trang khác nhau và nhiều loại trang phục. Chất liệu da tổng hợp có thành phần bột da lên đến 85% cho lớp da mềm, êm ái và mềm mịn hơn. Đế đúc cải tiến có gai chống trơn trượt, an toàn khi di chuyển trên đường trơn. Mua hàng chất với giá rẻ nhất, chương trình khuyến mãi tốt nhất trong năm. Cơ hội mua hàng có 102, mua combo 2 đôi giày tây thời trang, tặng kèm ngay 2 đôi dép da, 4 đôi với cô tông. Trọn bộ 8 sản phẩm chỉ có 499.000 đồng. Wow, không đâu rẻ hơn, không đâu chất lượng hơn. Hãy nhanh tay đặt hàng, giá và sản phẩm chỉ có trong khung giờ đang phát sóng. Quốc Dũng cùng với Thanh Tú xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ đặc biệt của Isaac Shop. Hãy để cho Isaac Shop làm cho cuộc sống gia đình bạn trở nên hạnh phúc hơn và vui hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.